Thưa quý vị, từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm liên quan đến ma túy. Hơn 200 vụ tàng trữ mua bán trái phép ma túy đã bị phát hiện, nhiều đường dây mua bán ma túy bị triệt xóa. Góp phần vào thành quả này có sự nỗ lực rất lớn của công an thành phố Bà Rịa. Đối tượng này bị công an huyện Châu Đức khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đang được cho tại ngoại. Nhưng ngựa quen đường cũ, y lại xa lưới khi đang tàng trữ 5 gói ma túy tại một nhà trọ trên địa bàn xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Từ Nghệ chạy xuống phòng trọ Hòa Long chơi, xong rồi bên kia đưa cho 1 triệu là hai người hùng lại là 2,5 triệu, chạy xuống Hòa Long gặp Tý, gặp Bình, lấy số đồ đó rồi về phòng trọ chơi. Chơi xong rồi Cường đi, rồi tôi ở lại phòng trọ, rồi bị công an lực lượng được tra kiểm tra của bên xã Hòa Long đó. Và thấy bắt giữ là 5 gói ma túy. Đấu tranh với tội phạm ma túy, không chỉ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy vào cuộc, mà các lực lượng công an xã phường trên địa bàn thành phố Bà Rịa cũng có sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Bà Rịa đã phát hiện 13 vụ, 20 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội và ma túy. Sau khi phát hiện được các đối tượng nghi vấn thì sẽ phối hợp với lực lượng chuyên ngành ma túy của cơ quan điều tra sẽ đấu tranh làm rõ thêm. Đặc biệt là cái tổ công tác 65 thì đây là cái tổ có cái lực lượng chủ công là cảnh sát giao thông trật tự và cảnh sát phòng chống ma túy tuần tra vũ trang đã sẽ phát hiện và xử lý với các tội phạm ma túy hoạt động trên tuyến. Xác định muốn đẩy lùi tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, cần có tai mắt từ nhân dân. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an thành phố Bà Rịa rất chú trọng tuyên truyền đến cơ sở kinh doanh, người dân để không ngừng nâng cao ý thức của cả cộng đồng cùng chung tay đấu tranh phòng chống tội phạm. Tôi là cơ sở kinh doanh thì nói chung là phải chấp hành theo cái nghiêm chỉnh của quy định. Nếu mà gặp những trường hợp như vậy tôi sẽ không nhận, còn không nếu mà phát hiện được thì sẽ báo cơ quan công an. Có sự chung tay của cộng đồng dân cư, sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ của các lực lượng công an từ thành phố đến các phường xã. Đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn thành phố Bà Rịa có 33 vụ, 52 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy bị bắt giữ. Tang vật thu giữ trên 18 gram ma túy đá, gần 20,5 gram thuốc lắc, 4,2 gram kentamin và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Cái để đảm bảo cái việc mà phòng chống ma túy trong thời gian tới thì ở đơn vị chúng tôi cũng tăng cường cái công tác như quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình. Thì hôm qua thì cũng làm tốt công tác dự báo, cũng tham mưu cho ban chỉ huy công an thành phố để tăng cường công tác tuyên truyền. Mặc dù các lực lượng chức năng luôn quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy, nhưng tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh hơn. Cuộc chiến với tội phạm, đặc biệt là ma túy, vì vậy vẫn là cuộc chiến bền bỉ, cần sự chung sức của toàn xã hội.